ngay từ ngay cả con kiến huynh cũng không dám giết. Tại sao huynh chết thảm như vậy? Kim Xà Lan Vương độc ác lắm, những tâm bất bình tự giết người của mình. Bây giờ đã qua giờ tí, coi như tiết Đoan Dương, lão thức vẫn chưa về, có khi nào lão bị hạ độc không? Tên ác phật Kim Xà Lan Vương này quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Theo tôi thấy, bất kể hắn dùng thủ đoạn gì, chỉ cần hắn xuất hiện, anh em chúng ta cùng nhau liên kết đánh cho hắn tàn nát. Bắt đầu từ thời khắc này, bất cứ ai cũng không được tiết lộ. Nếu người ngoài hỏi thì nói thập tứ đệ chết cho đau bệnh. Tất cả nghe rõ chưa? Dạ rõ. Thôi được rồi, được rồi, mọi người về phòng nghỉ đi. Thôi đứng lên, đứng lên. Chính à, Nhị Thúc, đưa thập tứ thúc vào hậu đường an nghỉ, chuẩn bị tang sự. Dạ. Người đâu, đưa thập tứ thúc vào hậu đường an nghỉ. Dạ, dạ, dạ. Là thất gia, thất gia về rồi. Tuy lão thất này mới buồn máng lớn trở về, cũng đâu cần long trọng ra tận cửa đón tiếp như vậy chứ. Hả? Tại sao lại mang quan tài về đây? Tóm lại là hay lắm. Khoan nói chuyện đó đã, coi để đưa ai về nè. Kiều nương, Diễm nương. Lão gia, lão gia. Hai nàng đi đâu lão vậy? Thật ra thì đã tìm hai thiếp thị của lão ngủ ở đâu vậy? Vô nhà rồi nói. Hôm đó mới sau một vụ làm ăn lớn ở Dương Châu, thì nhận được tin nhắn của mọi người, định chờ tới tiết Đoan Ngọ về đoàn tụ với mọi người. Không ngờ lúc đó có tên ăn mày mang lá thư tới. Mọi người có biết trong thư nói gì không? Thì ra là hai thiếp thị của lão ngủ đã bị người ta bán vào kỷ viện. À, kẻ nào tốt bụng thông báo tin tức này vậy? Chính. Dạ. À, thúc thúc à, thúc nói tiếp đi. Tôi điều tra hư thực, còn biết hai con tiện nhân này trong vòng mấy tháng đã tiếp mấy trăm khách. Tôi giận điên lên, đã châm lửa đốt hết kỷ viện nằm trên đường đó, rồi bắt hai con tiện nhân này về đây. Hả? Đốt hết cả con đường? Vậy thì liên lụy nhiều người vô tội lắm rồi. Không được nhiều chuyện. Hi, trời ơi, hai người nói đi, tại sao lại bị bán vào kỷ viện? Trung thu năm ngoái, tiếp với Diễm Nương đi lễ Phật cầu phước cho lão gia, thần linh ngực bị đau nhói rồi mất hết tri giác. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở kỷ viện. Chắc chắn là do tên Kim Xà Lan Quân đó gây ra rồi. Tôi không biết Kim Xà Lan Quân gì hết, chỉ biết là mình đã chịu đầy nhục nhã, sống một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Cầm miệng, lão ngủ. Mũi mũi thím, thím à, tại sao tôi giết chết họ chứ? Cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Tất cả hãy nghe cho rõ, từ nay nếu có tình trạng tương tự thì trước khi chưa bị làm nhục lập tức tự tử, tránh làm những chuyện thất đức bại hạnh, sỉ nhục danh tiếng họ Ôn ta. Đại bá phụ, bá phụ nhẫn tâm quá. Mọi người làm nhiều chuyện bất nghĩa, bây giờ gây ra tai họa thì bác phụ nữ trong nhà gánh chịu hết. Hai người thím này bị người ta bắt đi là tại mọi người bảo vệ không tốt thôi. Mọi người còn trở mặt trút giận lên đầu họ nữa, lại còn giết chết họ. Mọi người làm như vậy, mọi người làm vậy thì là nhục nhã quá mà. Con nói đủ chưa? Dạ,
Cái tác này là dạy con không biết tôn ti. Sao không xin lỗi bá phụ đi? Con không có lỗi. Con còn nói nữa, con đừng nói vào trong. Nè, đại bá phụ, vô phòng đi con. Nghe lời đi, đi. Nghe lời đi mà. Người đâu? Lôi ra ngoài. Dạ. Còn cả người vào trong luôn. Lão đại, cần gì đóng giận vậy? Con để má mở bối gì về đây rồi hãy nói. Sau khi xem xong, bảo đảm quýnh sẽ nguôi giận ngay. Người đâu? Mở nắp ra. Dạ. Cởi đi. Chồng bao. Lão đại, lợi hại không? Hả? Lần này tới Dương Châu làm cuộc mua bán lớn, có lẽ cũng nên trả lễ. Để tin chắc anh em chúng ta trong vòng 5-7 năm có thể đập kỹ chân ngồi hưởng phước. Kim Sà Lan Quân, người muốn giải làm lão thất, đánh lấy bọn ta. Bọn ta không có ngu đâu. Không lẽ đúng là lão thất? Hả? Thân là lão thất. Vậy, vậy kẻ nằm trong quan tài là ai? Hả? Lan Quân, thực ra ngươi là thần thánh phương nào, có mối thù sâu nặng gì với họ Ôn mà ngươi hại bọn ta như vậy? Mười lăm năm trước, ở Thanh Hà Viên Lâm Giang, có một gia đình họ Hạ đang vui vẻ ăn Tết Trung Thu. Không ngờ đám ác tặc đó xông vào, chỉ trong một đêm đã giết hết cả nhà họ. Ngươi còn nhớ chuyện này hay không? Có chuyện đó nữa sao? Nhiều quá ai nhớ. Phái Thạch Lương Ôn Gia Bảo các ngươi gây nhiều tội ác. Mười mấy năm trước đã giết 26 người. 9 năm trước ở Gia Khánh đã giết chết một đôi vợ chồng họ Đồng, sau đó giết thêm 36 người. 6 năm trước cướp thuyền ở bến đò Dương Châu giết 42 người. 3 năm trước ở Thường Châu, do đôi vợ chồng họ Lục không chịu đưa tiền chuộc, các ngươi đã đốt kho lương của người ta, liên lụy 50 mấy hộ dân ở gần đó tha hương cầu thực. À, ta nhớ ra rồi. Đám cháy đó đã thiêu chết cả trăm người. Phải nói là trăm năm mới có một lần, làm cho họ Ôn hả? Phái Thạch Lương ta càng có uy danh lẫy lừng hơn. Ủa mà sao ngươi nhớ rõ vậy? Còn rành hơn cả trương phòng của ta nữa. Họ Ôn phái Thạch Lương ta khởi nghiệp từ đạo tặc, trên giang hồ ai ai cũng biết. Giết người cướp bóc là chuyện phải làm, phóng hỏa đốt nhà cũng là chuyện thường tình, có gì đáng lạ chứ? Thì mới nói bọn ta không đốt cũng đã đốt rồi, không giết cũng đã giết rồi. Các ngươi đối với họ Hạ ta thế nào, ta sẽ đối với họ Ôn các ngươi như thế đó. Dựa vào một mình ngươi à? Để coi ngươi có bản lãnh đó không? Chết! Yeah.